Đây là loạt bài nghiên cứu, sưu tầm rất công phu về các loại ngải của Điện Bà Tây Ninh, dựa trên các tư liệu của các thầy và những tư liệu của trang thế giới bùa ngải đã đăng trên mạng Internet. Trong cuốn này, Điện Bà Tây Ninh cũng có bổ sung một số hình ảnh chụp được trong những chuyến đi điền dã của mình. Điện Bà Tây Ninh luôn tâm đắc với những lời của nhà nghiên cứu tâm linh Phan Oanh, bùa ngải không có tội, chỉ có người thực hành phương pháp này sinh công hay sinh tội mà thôi, bản thân nó rất vô ngã. Và nếu như cái nghiệp nhà anh mà nó hợp với cái pháp này thì cái duyên pháp ấy nó hợp nhau để tạo nên một sự lợi lạc, và chính cái bùa ngải này là hóa giải, là chuyển nghiệp. Vậy thì muốn chuyển nghiệp có ngàn vạn cách, nhà Phật có 84.000 pháp môn cơ mà, nhưng tại sao anh chọn một pháp tu, anh lại bảo chỉ pháp tu anh mới đúng còn pháp kia là sai, là xấu, là lệch? Cái đó là do nhận thức của chúng ta quá chật hẹp. Kiến thức về huyền môn là tài sản quý giá của cha ông ta. Điện Bà Tây Ninh hy vọng giữ lại một chút nào đó trước khi thất lạc hết theo thời gian. Thân ái, Điện Bà Tây Ninh. Tên riêng cho loại ngài mình luyện, cũng thường khi các nàng hay chàng ngài về báo tên cho thầy ngài biết mà gọi cho đúng. Ngày cúng tổ bùa ngài ở miền Nam không thống nhất nên đa số cúng chư vị tổ vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Phần NGHI quỹ luyện ngài. Vì không thể phổ biến những câu chú được nên Điện Bà Tây Ninh chỉ ghi ra đây những cái tên của những câu chú đó. Một kinh kiêu tổ, hai chú niệm hương, ba kinh hội cầu tổ, bốn chú hội tổ, năm chú cúng ngải, sáu chú hội ngải thất sơn, bảy chú hội tổ ngải, tám chú thỉnh tổ, chín bài khấn tổ ngải. Đọc chứ bài chú hộ thân, chú thương, chú mến, sau đó tới bài chú luyện ngải, 10 chú hội ngải, 11 kinh hội tổ, 12 kinh hội phép, 13 chú ngải chụp gọi người, 14 chú kêu ngải độ mua bán, 15 chú ngải độ cho mến, 16 kinh vô dầu ngãi dùng, 17 kinh cho ngãi ăn. Và còn rất nhiều loại chú khác mà Điện Bà Tây Ninh không thể nêu hết ở đây, chỉ biết rằng những câu kinh chú đó đa phần là tiếng Pali, tiếng Chăm, tiếng Việt. Rất khó nhớ, mỗi môn phái có câu chú luyện ngài riêng, bí mật là ở chỗ chú luyện ngài là luyện tất cả 36 vị ngài nuôi chứ không phải mỗi loại ngài là mỗi câu chú. Chú luyện ngài đọc 7 lần, nam nữ thì 9 lần, chú hội tổ ngài thì 21 lần. Bàn thờ tổ có hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là câu chú luyện ngài và chú hội tổ ngài, sau cùng là chú sai ngài làm việc cho mình. Nuôi ngài rất dễ, chiều tối thắp nhang đọc chú mỗi ngày 16 và mùng 2 thì cho ăn trà nếp, luyện được 1 năm thì cho ăn thêm trứng gà và có thể đọc chú sai ngài được rồi. Khi luyện ngài thì trên ban thờ cần có lá bùa tam thiên để che chắn những điều xấu khi luyện. Khi luyện phải nói thầm, không nói ra tiếng sợ động thiên địa. Nếu đọc ra tiếng tức là thỉnh họ về. Khi họ về đến nơi không thấy có chuyện gì nguy nan họ sẽ giận mình. Phải học thật thuộc nhão không sơ suất. Khi có sự nguy nan, đọc và quán bùa thì họ về che chở cho mình. Phần 3 cách luyện và sử dụng ngài. Một số đặc điểm cần biết. Một tên của loại ngài là tên chung của họ ngài, ngài hổ, ngài nàng. Khi luyện ngài có tên riêng do các cây ngài tự báo hoặc do thầy đặt. Hai cùng loại ngài có cây ngài đực và ngài cái, chàng và nàng, thường trồng xen hai loại này khi luyện. Ba có loại thích ở trên cao, có loại thích để dưới đất, trong quá trình luyện theo dõi nếu không thấy phát triển phải đổi chỗ. Bốn có loại ưa nước, có loại ưa khô, tùy loại mà có chế độ tưới khác nhau. Khi luyện thường thầy phải tưới nước bằng miệng cho ngài chịu hơi thầy. Năm ngài ưa sạch sẽ, không để chỗ dơ bẩn, vệ sinh chậu hàng ngày. Sáu lúa hay bắp cho ngài ăn, khi rang nếu dùng đũa gỗ để đào ngài ăn vào dễ hiền, dùng khi cầu tài, tình cảm. Nếu dùng xẻng kim loại khi đào ngài ăn vào sẽ giữ, dùng khi đấu phép hay chụp người về. Bảy khi luyện ngài, phải thường xuyên tâm tình với ngài, họ sẽ báo mộng cho ta những việc cần làm. Tám ngài là vật dễ bị các thầy cao tay hơn thu phục, nhiều khi xác còn mà hồn đã mất, khi hồn mất, ngài dần bị úa vàng và chết, do vậy nên thận trọng khi để bên ngoài. Ngoài ra, khi cấp ngài cho thân chủ, các thầy thường có kèm theo những câu chú luyện ngài đề phòng trường hợp thân chủ phản phế hại thầy, thì các thầy đã có sẵn con ngựa thành tơ doa để trừng trị. Do vậy khi các thầy dặn làm như thế nào thì phải tuyệt đối tuân theo, đừng tự ý làm khác vì ngài sẽ về mách thầy của mình. Tám mỗi loại ngài thích hợp với một loại chậu có màu và hình dạng riêng, các thầy luyện phải biết ý mà chiều các nàng. Hai kiêng cữ khi dùng ngài a tùy theo loại bùa, người sử dụng phải kiêng ăn. Bùa ngải xiêm, cứ ăn món gồm có trâu, chó, khỉ, sấu, môn nước, bí đao, rau diếp cá, khế. Nếu ăn bốn món thịt vừa kể thì bị hành, còn ăn bốn món sau thì bùa ngải bớt linh nghiệm, thường bị gọi là bị phai. Bùa ngải hiệt, cứ ăn trâu, chó, cá chê, lươn, rắn, chăn, chuối hột, rau om. Nếu ăn các món thịt vừa kể, người sẽ bị hành. Nếu ăn hai món sau thì bị phai bùa ngải. Ngoài ra có khi người xài bùa ngải Việt còn phải cứ chui ngang sợi dây chằng, chằng gỗ, chằng nhà sao phơi áo quần và cứ bước ngang qua ngọn đống trấu, đống cát đất. Các sự kiêng cữ kể trên không được áp dụng đối với loại bùa hộ mệnh do thần thánh nhập sắc ban cho bi. Tránh phai bùa,
Ngoài các điều kiện đã kể trên, để bùa ngải hiệu nghiệm lâu bị phai, người sử dụng nên tránh bùa ngải bị nhiễm uế khi vào nhà vệ sinh ngồi điểm. Gặp trường hợp cần vào chỗ nhơ uế, người ta áp dụng một trong ba cách. Đọc câu chủ xuất để cho ông thần hay bà thần ra khỏi bùa ngải về cõi âm. Ngậm bùa ngải vô miệng. Cắt ở nhà hay gửi người ở ngoài giữ dùm. Xin theo dõi tiếp bài 4 thân ái. Điện bà Tây Ninh. Whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Coming back to you, baby.